2 cân. Lấy nhiều phấn bạc. Cái đây 3 cân chú ạ.
đâu mà. Không phải chủ mình đâu. Có đầy 15 nghìn. Mới lấy. Không có tươi bóng nữa. Có, cháu có mà. Làm nè, một miếng nào. Làm một miếng chứ em nào lại dọn quạt ra bán thôi. Không biết được à lấy. Lấy luôn. Bây giờ. Nói cơm. Quay đồ chơi. Cái đấy 3 cân chú ạ. Nó 2 cân chị ơi. Cân mất tính 2 cân chị ạ. Đây. Thì lấy 4 cân đi. Nhặt vào. Đây đang cầm nó nhặt túi chỗ nào đây này. Rồi, hát được. Có đá cho em đấy ạ. Mua đi. 4 cân chị ạ. Xong đến lượt. Đây. Vâng, chị đợi em một tí. Cứ từ từ buộc. Lấy cái vỏ bằng vàng ấy đúng. Cái vỏ bằng vàng với đây cái đây. Đây chị muốn nó bằng này không được là cho vào. Rồi hết là cho luôn. Còn cái này bao nhiêu? Con dạy cháu một tí nhé. Đó. Để mà hai lấy cho. Bao nhiêu? Cái này quá rồi. Cao.
tiền. Chị ơi cân cho em 3 quả này với ạ.
Thank you.
bông hoa quả na này không? Thank you.
ăn mấy cân? Đấy vừa thôi, nhưng mà hôm nào lại mua tiếp. Chị ạ.
này kia cũng hết à? Ờ, chưa. Nó đi bán ngoài chưa ạ? Thank you.
chị ơi. Đấy con lá thì không đi. Nhiệt không nhỉ?
giá cả phải chăng, chắc chắn dịch vụ sẽ làm hài lòng. Cái này là cái gì?
Không, cái 2-3 này là đi đang bán mà con bán hôm nay là còn còn. Yeah.
Thank you.
Thank you.